Xin mến chào bà con, cô chú, anh chị và các bạn đã xem kênh Thảo 1990 Vlog. Thì hôm nay là ngày tiếp theo của mùng 6 Tết. Kính thưa mọi người, thì hiện tại là cái lượng khách đến nơi này cũng như là ở trên Thiên Cấm Sơn ngay chỗ ông Phật Di Lạc và ở bên chùa Vạn Linh, chùa Phật Lớn là những cái ngày mùng như thế này là cực kỳ đông. Thảo zoom lại cho mọi người xem ngay cái chỗ cái lư hương lớn mọi người, thì bà con đến để mà thắp hương cầu xin năm mới làm ăn may mắn và có thật là nhiều sức khỏe. Kính thưa mọi người, thì ngay chỗ ông Phật Di Lạc thì hiện tại là bây giờ là đã đổi mới. Thảo thấy thì có hai cái cầu thang đi lên và đi xuống như thế này, thì hiện tại là ở bên kia đã hoàn thành mấy mươi phần trăm rồi, còn ở bên đây thì hiện tại là đang xây cất, cái công trình cũng vẫn còn đang làm. Mình nghĩ là có thể là trong vòng năm nay là sẽ hoàn thành xong là cái ngay chỗ ông Phật Di Lạc chỗ này, là năm nay là tuyệt đẹp và cực kỳ đẹp của Thiên Cấm Sơn. Thì núi Cấm là một nơi mà linh thiêng nhất ở trong cái vùng Thất Sơn Bảy Núi. Kính thưa mọi người, thì bây giờ mình sẽ đi quay dạo một vòng ở nơi này cho mọi người xem. Ở phía bên đây thì có cái cây bồ đề, thì bà con đang ngồi nghỉ mát buổi trưa. Thì hiện tại là bây giờ là khoảng 11 giờ ngoài. Hai bên gian hàng có bán, thường thường thì mình thấy là có chuỗi là nhiều và các món đồ chơi. Nói chung là bà con đi lên trên này cảm thấy thích cái gì thì mình có thể là mua đem về làm quà cho gia đình. Cho mẹ đi. Cái đó là chuỗi quỷ kiếm sầu hay gì anh? Dạ, con ở nhiêu ạ? 90.000đ. 50 coi. Bớt vô đi. Nhiều chuỗi luôn. Bán bao giá là có 90.000 à. Thôi mẹ mua đi. Khoan ha, để mẹ qua bên kia chút hả? Dạ. Ở đây đi. Thôi đi. Kê gãy đầu đó ba chị ơi. Ồ, nhẫn nhóc chơi nè, nhẫn Sophie. Kính thưa mọi người, đây là cái cầu thang đi lên chỗ ông Phật Di Lạc. Cái đường này là mình nghĩ là nữa là cái không biết là hai bên qua hay là cái gì, tại vì mình không có thấy cái bản dự án là như thế nào, phải có cái mình quay cho mọi người xem luôn. Mình chỉ thấy là hai cái cầu thang. Nổ 6 cái bông bóng lấy 5 phân vàng kìa. Nổ 6 cái bông lấy 5 phân vàng. Không biết cây mũi tên nhưng mà nổ 6 cái lấy 5 phân vàng trời. Hello Thảo đi lắm. Kính thưa mọi người, đây là kênh Lưu Hiếu ở núi Cấm nha. Năm mới chúc bà con năm mới coi. Lưu Hiếu sẽ chúc bà con năm mới dồi dào sức khỏe và phát tài phát lộc. Năm mới chào bà con nha. Mấy ngày này là chắc chạy xe là mệt xỉu luôn hả bạn? Năm trước thì chạy một ngày là cỡ 3,5 tỷ mọi người. Mà năm nay là chạy ngày có 350 à. Mọi người cũng đi lên đây đi ủng hộ xe ôm anh em trên núi nha mọi người. Lên đây nè. Thôi đi, để đi kiếm vàng đây. Ở trên núi Cấm này là có cái chợ may, cho nên thì thường thường là mấy người dân tộc ta bán may như thế này. May rất là ngon luôn nha các bạn. Rất là ngon. Ăn thử đi anh.
chua chua ngọt ngọt. Chua chua ngọt ngọt. À. Đây chua chua ngọt ngọt này ngọt. Thử này, thử này. Mày nó đúng luôn là nó chua chua ngọt ngọt mới ngon phải không chị? Đúng rồi, còn ngọt quá không ngon. Ngọt quá mới ngon. Chua hay ngọt? Ngọt. Chua ngọt ngọt á. Đưa bọc qua chị. Cái gì á? Mua này nửa ký đi. Có không mua cái này mày thấy phải không? Chục mày thấy dạ. Có lụng me me chua không? Dạ không có, cô ăn thử. Thử đi. Thử được thì mình mua. Không trộn, cô thử đi. Cái này á, cái này trên đây đặc sản mây, mây là đa phần là nhiều với me Thái, người dân tộc bán nhiều mọi người. Ôi ôi, hôm nay đông nghẹt luôn. Quá thử rồi, bữa nay đông quá đông mọi người. Thiên Cấm Sơn, à, một nơi cái du lịch là được bà con về rất là đông. Này là đũa gì chị? Nó có để không? Hả? Đũa thốt nốt. Chắc không biết. Đứa cây đào mà mặn không nổi luôn. Cây thốt nốt cái gì á? Nó có để luôn nè, cơ sở sản xuất đũa thốt nốt ở Vĩnh Trung. Ở Vĩnh Trung mình ở đây. Đây ở bên gian hàng là bán rất là nhiều món đồ mọi người đến mà để mua về làm quà cho gia đình. Vớt mặt cho con. Ở bên đây là những cái chậu hoa kiển mọi người. Ở đây là cái cây này là cây sim tím nè. Ở sim tím mọi người. Ở trồng mà khi mà nó hợp với cái nhiệt độ thì mọi người là nó khi mà nó lớn lên là bông hoa nó nhiều lắm. Rất là đẹp luôn, màu tím. Chị ơi, lấy ba làm ba cái chả đó chị. Nóng giò. Cái gì vậy? Đây, muốn gì nữa rồi? Cái nhỏ, chúng ta. Này ngay chỗ cây cầu ở đây là bà con mua thức ăn cũng như là mua cá phóng sinh. Đây một thao này là 10.000 đến 20.000. Có ba ba nữa. Vàng thấy cổ áo lại nó chen đông người đó. Ở trên đây là đông người. Dạ vàng con vàng giả. Dạ. Con đang quay phim mà nó giật là nó cũng gan á. À, phía trước mọi người đó là chuẩn bị tới chùa Phật lớn nha mọi người. Dạ đây là ngay cái xá lợi Phật. Còn mà ở trên cái tháp, cái sóng trụ sống ở trên đó là ngay điện của quyền Chăm Họ với cha Ngọc Hoàng, mẹ Địa Mẫu. Thank you.
Ồ, bán nhà này là cá nó ăn no luôn mọi người, nó còn không muốn ăn luôn. Thì bà con mua thức ăn rất là nhiều cho cá nó ăn, bởi thành ra nó no luôn. Nó ăn vừa đủ không? Nghĩ ăn. Quá trời đông luôn rồi. Ồ, cá nó bự ghê không? Ồ, chen kín mít luôn mọi người ơi. Bữa nay quá trời đông luôn rồi. Quá đông bà con ơi. Này mấy là mấy con, là mấy con nhen mọi người, nhen con đó là sóc. Anh có phải live stream không vậy? Dạ. Chắc live stream rồi. À, đang quay chị. Có gì không chị? Không có gì, quay giấy đừng có live stream lên này chị, không muốn live stream lên để mình mua rồi mua, không mua đừng có live stream lên. Ờ vậy đó ha, mua mới được like hay sao? Mua thì mình sắp đi vừa thả vừa live stream được. À. Còn mà như là mình đang bán là không live stream được. À, kính thưa mọi người, thì mình đi quay mà ta không cho. Ngộ mọi người. À, bây giờ mình sẽ đi qua. À, đi ra phía ngoài kia. Ồ, đông quá đông rồi, phải chen mua. Cá là không cần của nó đó hả? Cho chùa Phật lớn đông kinh khủng luôn mọi người. À, mình đang đi qua bên chùa Phật lớn mà con. Ở bên kia người ta bán nhen bán sóc mà mình cũng như là một người khách mình đi quay mà tại sao mà người ta không cho? À, chắc có thể là nhiều khi mấy cái con đó là nhà nước cấm không được bắt hay sao, người ta sợ cho nên người ta kêu mình đừng có quay. Wow, đồng đồng dữ mọi người, chặt trứng hết trơn luôn rồi. Ở bên điện đây là cái thờ ông Quan Công. Ở phía dưới đó là xá lợi Phật. Ở đây là mẹ Quan Thế Âm. Ở đâu vậy?
Ồ, cái này dở chằn luôn, quá đông rồi. À, những cái ngày Tết như thế này quá đông rồi bà con. Thì khách ở phương xa, ở kia tỉnh ngoài luôn, vào ở trong Thiên Cấm Sơn này để đi hành hương mọi người. À, đi tới đâu cũng đông nghẹt hết trơn rồi con. À, ở bên xá lợi Phật ở bên đó thì thấy đóng cửa rồi, như là mở nó theo giờ hay sao bà con, thì bữa nay không thấy là mở cửa, tại vì khi mà đi vào ở trong đó là phải mặc cái thay một cái bộ đồ lam áo đạo mọi người, rồi đi vào trong đó để mà chiêm ngưỡng xá lợi Phật. Ở trong đó một cái nó có cái xá lợi Phật ở trong đó mọi người. Đi là không có đi nữa nha. Qua đây nè. Quá đông rồi, ở bên chùa Phật lớn hôm nay là một ngày là cực kỳ lượng du khách cực đông mọi người. Ở trong đông quá mọi người cho nên mình quay phía ngoài thôi. À, kính thưa mọi người, cũng như là ở ngay chỗ chùa Phật lớn cũng có thông báo với bà con đó, thì mọi người khi mà đi hành hương đi cúng lại như thế này, mọi người phải cẩn thận. Nó sẽ có nhiều cái trường hợp, nhất là những chị em phụ nữ nha, hay đeo vàng đó mọi người, rất là nguy hiểm nha, tại vì họ trộn vô mà đông lắm, có khi là họ đi cái phái đoàn mà kẻ xấu á, là có khi là mười mấy hai chục người luôn á, bà con không có biết được đâu. Có mấy anh bảo vệ cũng như là đi xung quanh ở đây là suốt luôn, nhưng mà cũng không có quản lý hết nổi đâu. Cho nên là mình tự mình quản lý, tự mình giữ cái tài sản của mình nha mọi người. Hôm nay là ở trên chùa Phật lớn là quá đông luôn, đông khủng khiếp luôn. Hiện tại là bây giờ là gần 12 giờ. Mình sẽ đi ra ở phía ở ngoài sau mà cái chỗ bà con nghỉ lại. Đây bà con nghỉ lại chỗ này. Đó thì mọi người đi hành hương, bà con muốn nghỉ lại thì ghé ở phía ngoài sau ở chùa Phật lớn mọi người.
mình sẽ đi dài dài xuống và đi qua bên cây cầu Trong Trống ở bên đó mọi người. Thì năm mới thì Thảo ơi cũng xin chúc cho tất cả mọi người thật là nhiều sức khỏe, làm ăn phát tài. Quả đồng phải chen chúc nhau luôn. Phía trước mọi người là cây cầu có thiết kế những cái trông trống, bà con mà chụp hình thì thôi đi tuyệt vời, để mình đi ra ngoài ngay cái chính giữa cầu mình sẽ quay toàn cảnh và mình zoom lại cho mọi người xem cái lượng khách mà đổ về ông Phật Di Lặc ở trên Thiên Cấm Sơn đông đến cỡ nào. Mình sẽ zoom lên. Kính thưa mọi người, đông nghẹt luôn. Là ở ngay chỗ ông Phật Di Lặc cũng như là ngay cái chỗ chùa Phật lớn, chùa Vạn Linh là đông nhất. Thì thường thường lượng khách du lịch mà đến đây thì ngay cái địa điểm này là nhiều nhất. Còn mấy cái kia là bà con có phần căn mới ghé về mấy cái chỗ điện khác thôi. Cũng có đi cũng lại nhưng mà cái số lượng nó không có bằng ở đây đâu. Ở đây là nơi mà được mọi người rất là thích và đến và để mà chụp hình selfie rồi đi tham quan cái địa điểm ở đây. Ồ, hồi nãy là mình đứng ở bên chùa Phật lớn đó mọi người, mà đi mà phải chen chúc nhau luôn á. Mọi người thấy không, quá trời luôn. Những cái nơi mà đông người như thế này đó thì mọi người mình phải tự bảo vệ cái tài sản của mình nha. Khi mà họ đi chung nguyên một cái phe của họ là từ mười mấy người ăn lên, khi mà họ giật cái tài sản của các bạn á là họ sẽ chuyền đi liền. Cũng giống như là ở trên an ninh công an rồi người ta cũng có thông báo, rồi ngay cả trên đài luôn cũng có thông báo, họ sẽ chuyền và họ coi như là họ không biết gì cả. Thì mọi người lúc đó đi một hai người là mọi người không có làm gì được.